Rồi chào chị, chào các em đến với buổi ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục thầy câu số 20. Tối nay ôn buổi cuối để ngày mai thi nhá. Là câu 20 nào. Alo đi. Câu câu số 20 Câu số ra là 2. 14 à? Câu số 20 là một hình vuông có tổng của các đường chéo và các cột và các hàng đều bằng nhau được gọi là một hình vuông ma thuật. Hãy giải mã hình vuông 3 x 3 và tìm ô dấu hỏi chấm. Đường chéo và các hàng đều bằng nhau. Đã bao nhiêu đại ca? 14 ạ. Từ từ đã. Mình ra 14. Ra bao nhiêu? Ra 14. Thì sao lại là 14? Vì 10 cộng 14 không, 17 cộng 14 là bằng 17 cộng 14 bằng bằng 2 bằng 31, 31 cộng 11 bằng 2 cộng 11 bằng 42. Ok, 42 rồi sao nữa? 10 cộng 14 bằng 24. 24 gần cộng thêm 18 nữa để bằng 42. Đúng, sao nữa? 17 cộng 12 bằng 29. 29 cộng 10 13 nữa để bằng 42. 11 cộng 18 bằng 29. 29 cộng 13 bằng 42. 17 cộng 10 bằng 27. 27 cộng 10 cộng 15 nữa bằng 42. 15, ok. 15 cộng 14 bằng 29. 29 cộng 13 bằng 42. 12 cộng 14 bằng bằng 26. 26 cộng 16. 16 nữa bằng 42. 15 cộng 16 bằng 31. 31 cộng 11 bằng 42. Ok, chuẩn rồi. Khoa ơi, hiểu này chưa con? Ok, đáp án là 14. Thầy giải thích lại không? Con không để ý bạn Nghĩa nói đúng không? Nhưng mà con không nghe rõ lắm. Con không nghe rõ, con ngồi ngay bên cạnh còn gần hơn cả Mà thầy. con không hiểu anh Nghĩa nói lắm. Nghĩa, Mà bạn Nghĩa giải nói lại cho bạn nghe xem nào. Nếu chọn 14 thì 10 cộng 14 bằng không, 17 cộng 14 bằng 31, 31 cộng 11 bằng 42. 10 cộng 14 bằng 24. 24 cộng 18 không, 24 24 cộng 18 sẽ bằng 42. 17 cộng Rồi dừng lại, dừng 12 lại một chút. bằng Đó là 29. dừng lại một chút. Đó là cái cách mà tư duy của con là con ra đáp án rồi không có tìm, được không? Bây giờ con nhìn này. Ở đây, đợi chút. Câu bao nhiêu nhỉ? Câu 20 hai mươi ạ. 20 à? Đây. Mình ra tên như này. Được không? Vâng. Mình thấy rằng là các hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo đều bằng 42. Vậy điều này có nghĩa là đều bằng nhau. Điều này có nghĩa là gì? Đây này. Mình xét này. Vâng. Nó sẽ bằng Vâng. cái này đúng không? Vâng. Hiểu ý chưa? Vâng. Rồi ạ. Điều này cái có nghĩa là A cộng 10 cộng 17 sẽ bằng là 17 cộng 12 cộng với C. Vâng.
thì có chung là 17, suy ra A cộng 10 bằng 12 cộng C. Được không? Hay là suy ra là A sẽ bằng là C cộng 2. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp này. Mình sẽ xét thấy cái đường chéo nữa. Đường chéo này. Hiểu ý không? Đó là 11 cộng B cộng 17. Tức là B cộng với 28 thì bằng A của B cộng C. Mà A thì bằng C cộng 2. Cho nên mình thay vào sẽ là mình có được là C bằng là 28 này trừ đi 2, CA là bằng 13. Chia đây là 13, hiểu không? Từ đây là 13 rồi. Có C rồi mình sẽ suy ra được là ô này. Hiểu không? Có ô này rồi mình sẽ suy ra được B. Đấy, thế này là mình đã xuyên luôn rồi, là B bằng 14. Được chưa? Đấy. Còn khách số 2 và khách số 1 là nếu như bạn bạn duy nghĩa bạn làm đó là bạn ấy làm cách mỏ. Được chưa? Rồi đến câu 20. Đọc thì câu 21. Câu cuối cùng đúng không? Nào xin mời. Khoa đọc câu 21. Câu con được Alo. câu 21 là khẩu nhà Ali là một dãy bao gồm ba chữ số Ali, vô tình quên mật khẩu mà nhà mình và anh ấy thử 4 lần mở khóa 4 lần. Hãy dựa vào gợi ý dưới đây để giúp Ali đi tìm được mật khẩu chính xác. Lần thứ nhất, một trong các chữ số nằm ở vị trí đúng và đúng một trong các chữ số đúng là nằm ở vị trí đúng. Lần thứ hai, một trong các chữ số đúng nhưng nằm ở vị trí sai. Lần thứ ba, hai trong các chữ số là đúng nhưng đều nằm ở vị trí sai. Lần thứ bốn, tất cả đều sai. Rồi. Ừ, chắc chữ số là đúng Thế mà sao bao nằm nhiêu? đúng vị trí là Lần thứ nhất là một trong các chữ số là đúng tao chưa làm đâu. và nằm ở đúng vị trí. Ví dụ 7 đúng. Suy ra 2, 9 sai. Hiểu không? Rồi rồi bạn. Bây giờ lần thứ hai, một trong các chữ số là đúng nhưng mà vị trí sai. Con đó là A thì ạ. À không. Hai xuất hiện 2 lần. Ở đây thì hai là chắc chắn sai. Hai chắc chắn sai rồi. Bảy cũng nó cũng xuất hiện. Bảy. Nó cũng xuất hiện. Thì Con bảy gửi cũng cho chắc nó. chắn sai. Thấy rồi, nếu lần thứ 4 là tất cả đều sai thì cái này không loại bỏ. Còn cái Loại này còn số tất cả đều 2. sai đúng rồi, loại bỏ 0 1 2 được chưa? Nhưng mà nếu có 2 ở đây nhưng mà trong này cũng có 2 thì cái này cũng loại bỏ. Và Đúng rồi. chỉ suy ra còn 2 đáp án này. Đúng rồi. Một một trong Ừ. các chữ số nằm ở vị trí đúng. Vị trí đúng thì Là số 9. Hai hai Từ với từ bảy loại từ. bỏ rồi mà. Hai lần xếp lần thứ hai lần thứ ba nữa. Một trong các chữ số đúng nhưng mà nằm ở sai vị trí thì chỉ có 7. Chỉ có 7 thôi, tại vì trong này không có 3, 3 với 5 và bên này cũng thế. Chỉ có 7 là giống nhau nên là chỉ có Đấy, 7 là sai vị loại. trí. 7 và sai là sai vị trí là xếp đến đây rồi đúng không? Và hai trong các chữ số là đúng nhưng mà nằm ở vị trí sai thì Thế hai bạn trong các chữ số thì trong này thì con đã suy ra cái này sai. một bảy Suy ra cái này sai chỉ có một trong các chữ số là đúng là đây. Và những cái này là sai tất. Đúng rồi.
Sau ở đây thì con đoán là đúng. Tại vì đúng rồi. Cái này 3 2 chứ số đều đúng mà. 2 7 7 xếp thì ok được cho tôi chút đây. 5 đầu mà. 5 mở lại trang 2 7 sang vị trí đâu chắc luôn. Ngặt xuống. Bao nhiêu nhỉ? 22. Hay... nào còn nhớ lại không, lần thứ tư là cái đèn trước như cho mày đúng không? Cái lần thứ tư tất cả đều sai, sau đó sẽ không có 102 được chưa? Hiểu ý không? Còn lần thứ nhất một số đúng mà lại đúng vị trí, còn lần thứ hai một số đúng mà sai vị trí, vậy thì mật khẩu chính xác thì nó không có chữ số 7. Vậy thì pizza nó có vị trí số có số 9. Thấy không? Mà ở lần thứ 9 thôi. Hiểu cái này không? Có. Ok. Chữ số 9 đúng. Bây giờ nhìn đây. Nhìn vào lần thứ 3 có 2 trong 3 đều đúng, nhưng mà vị trí sai. Vậy pizza nó phải đảo ngược. 4 đúng và 9 đúng, nó phải đảo ngược 9 ở đây và 4 ở đây, hiểu ý không? Vâng. Hoặc là ra đây, hiểu ý không? Vâng. Đấy. Thế từ đây ở vị trí số 2, 1 đúng và sai vị trí, 1 đúng sai vị trí. À, vậy thì nó phải là mấy? Nó phải là 5. 5. Chứ số con tìm nó là 4, 9, 5. Được không? Không tìm ra số 4 495 chưa? Con tìm ra số 495. Ok. Rồi, đấy là trong cái đề đề số 1. 495 đúng không? Quay trở lại. Thì nó phải đúng chỗ thì nó mới được. Người ta là đúng chỗ. Mở đề phía số 2. Thứ hai không thấy một bàn nào đó ở phiếu số 2 trang 9 ấy. Bàn 1 ở phiếu số... không bài mấy ở phiếu 2 này bỏ cái này à không nhầm sai gì đấy ngữ tích nhỉ tích chứ chứng chứ bỏ cái này cái... bỏ như bài cái một này. Bài ở phiếu số nhất là nó sẽ trùng cái nào thì nó sẽ bỏ cái đấy rồi ạ. À. Nên không được. Vậy nhìn xem quy luật ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ bỏ cái này, bỏ cái này. Và chúng ta sẽ này. Bỏ hai này, bỏ hai này thì nó sẽ được một hàng ngang đây. Kết quả là đề. À, không nhầm, nhầm sao mình kết quả là đề. Đề. Lần này mà sai nữa thì làm lại. Kiểm tra lại xem chuẩn chưa? Chuẩn này. Chuẩn. Nói vì sao? Nói thì biết sao? Tại vì như một bài ở phiếu số nhất là nó sẽ trùng chỗ nào thì nó sẽ bỏ chỗ đấy. Đâu rồi? X không phải đó này đi. X hay đấy. X thêm hai cái đỏ đỏ nữa. X thật là cái đỏ luôn. Cái xanh mà phải tích. À cái đỏ phải tích chứ. Không nhìn cái gì. Cái này nữa. Cái đỏ không thay được vị trí, không thay được màu. Ờ. Đã chán chưa? Rồi ạ. À. Mở đáp án đi. Thằng lười lắm mà không mở đáp án đâu. Trang 21. À đúng không nhỉ? Đây 23. Đây. 24 mới đúng. Rồi trang 24. Ơ 20 mấy nhỉ? Mở trang 24. Trang 24. Nào như này. Đây trình bày rất rõ này. Đúng rồi ạ. Đúng ở rồi. Hàng ngang cái ô màu xanh, ô thứ nhất, ô thứ hai, cái thứ ba, được không? Ghép ô thứ nhất màu xanh nhất, ô thứ hai, ô thứ ba, được chưa? Vậy suy ra là cái hàng thứ ba này, cái này ghép lên đây, rồi mình có được là hàng cần tìm không? Vâng. Thằng đi, ok chưa? Vâng. Đi.
Bài chê cái đê. Xóa xóa xóa. Thôi, thôi, thôi. À, Hình làm cái bài mà hình lục giác, ánh giác. rồi câu số 2 Bài này này bài này thì con chọn đáp án không C. tìm được ra quy luật. Cái này di chuyển một bước, cái này di chuyển hai bước, cái này di chuyển ba bước. Mấy? Một, ba bước. Cái này là sơ. Xê tao lại mày. Cái này là đây đúng không? Ba bước ra đây. Rồi ba bước nữa lên đây. Một, hai, ba mà. Đây mà. Đây, một, Thấy không? hai, ba. Từ từ. Hàng ngang di chuyển mấy bước, đó hàng đầu tiên đấy. Đây rồi, cái mình muốn ở đây. Cái mình là đáp án C được của anh. Ý. Tròn trịa hơn. Đây là anh có cách làm hơi tròn luôn. Mày ấm động thì nhìn nó sẽ không được tròn. Thứ mấy? Nè. Nhanh chút nào. Cái này. Quay đây đây. Thế là quay đến đây, chỗ cái này đúng không? Tức là Tròn. một Chưa bước đúng tròn. không? Một, hai. Đây một, Vâng. hai, giá này. Đây là một, hai, ba, giá này. Bây giờ sẽ là một, hai, ba. Thì cái này nó, cái nào nó ở trên này? Thì đây. C. Yeah, hiểu ý chưa? Rồi. Hiểu ý luôn thầy. Mở câu số 3. Vậy. Xin mời câu số 3. Đọc xin mời. Tàng xóa là không. Đọc từ câu số 3, xin mời nghĩa. Và câu số 3 là hai lớp 5A và 5B có tất cả Sao 60 đọc học má? sinh. Hai lớp 5A và 5B là tất cả 60 học sinh. Nếu chuyển hai học sinh của lớp 5A sang lớp 5B thì số học sinh hai lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh lúc đầu của 5A. Rồi, bài này là tổ tổng hiệu còn gì? Vâng. Hiệu đó bao nhiêu? 60. Tổng là 60. Tổng 60. Chuyển hai học sinh lớp 5A sang 5B thì số sinh hai lớp bằng nhau. Vậy thì lớp A nhiều hơn lớp B bao nhiêu? Hai, hai, Đến tổng 4. hiệu trên hai. Thì nhiều hơn 4 chứ. Chứ như bốn như bốn đúng mà Cái này là chuyển đây này. thì cứ sẽ ra bằng nhau. Cái này bằng nhau. Hiểu không? Tám mấy số 10. Vậy thì 4 mà. Lấy 60 cộng với 4 chia mấy? Chia 2. Được 32 chưa? Alo. Suy nghĩa với Được khoa nhiều này nhá. Hiểu chưa? không dạy bà hai Ok. đúng không? Vâng. Nào, xin mời câu số 4. Tính này bao nhiêu? Tính thì em ra là tính em ra 4 phần 3. Đừng có nhóm nha, đừng có nhóm nha, tính lần lượt đấy nha. Mày không Em có nhóm được. nhóm đâu. Em có nhóm đâu. Đó 2 phần đúng 3 chia 5. Em làm luôn câu kia đi. Em làm luôn cả câu 5 luôn đây. 2 phần 3 chia 5 thì sẽ bằng 2 phần 3 này. Chia 5 phần 1 đúng không? Nhân 1 phần 5. Nhân Nhân 1 bằng phần 2 Nhân bằng 1 1 phần phần 15. 1 phần Nhân 5 1 chứ. phần 5 chứ bằng 2 phần Bằng 15. 2 phần 15. Cộng với 0 đã đến 2 phần 5. Nhân với 3. Vâng. Được không? Vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 2 phần mấy? 2 phần 2 phần 15 15 cộng với là cộng 6 với phần 6 phần 6 5 phần 5 nhân 3 bằng lên là được 28 18 phần 15. phần 15.
là thành cộng là lại 20. thì là 20 phần 15. 20 rút phần gọn 15 thì rút gọn lên bằng là 4 phần 3. 4 phần 3. 4 phần 3. Ai chết. Ok chưa? Khá dễ. Rồi. Bài này chỉ là tính câu đúng số đúng. 5. À, em khoanh rồi mà. Tìm số nhiều nhất có 4 chữ số khác nhau chữ nhất cho 9. Min 4 số khác nhau chia cho 9. Chia cho 9, tổng số chia cho 9. Vâng. Yeah. Khác nhau nha. Là 1, 0, 2, 6. Ok, chuẩn rồi. Tốt lắm. Câu số 6. Ôi, sorry. Sorry, sorry. Câu 6 ra bao nhiêu? Giờ em ra 2, 280. Khoa nào nhỉ? Hai phần ba giờ bằng 40 phút. Hai phần ba giờ. Nhân cho bảy bảy bốn. Mỗi ngày nhá. 280 phút. Mỗi ngày leo dành 2 phần 3 giờ. Thì chúng ta sẽ lấy làm vườn. Ừ, 1 giờ là 60 phút. 1 giờ là 60 phút. 1 giờ 60 phút thì chúng ta sẽ nhân với 60. 60 cho bằng 40. Nhanh hơn chúng ta có thể lấy 60 chia 3 nhân 2. Chia 3 nhân 2. 40. 40 phút. 40 nhân cho 7. 40 nhân 40 7. Nhân cho 7. 7. Ok. Đúng rồi. Câu số 8. Very good. Đề này dễ quá nhỉ. 21. Sao tự nhiên đề vòng quốc gia tự nhiên lại sao dễ thế? Đề vòng quốc gia đấy. Phiêu xếp các khối lập phương y hệt chồng lên nhau. Cần hữu ít nhất bao nhiêu? Dạ. Một tầng này là 9 ạ. Một tầng là 9. Một tầng 9. 9. Đúng rồi. Một tầng là 9 nhưng tầng mà ở tầng thứ 2 nó sẽ bị khuyết đi 1 thì nó sẽ còn 8. 9. Đúng. Cộng đấy anh chàng đéo xuống đây chứ đấy xong cộng trên này còn dư ba nữa không 9 x 2 chia 3 đây là 99 9 9 9 nhân 2 là bằng 18 83 18 cộng 3 21 ok 99 rồi xong con thấy đề này còn dễ hơn cả đề cũ phiếu 1 khó 2 dễ hơn 1 12 sao xin mời câu số 8. Ôi, có tất cả bao nhiêu chữ số nhỏ hơn có bài này số, có hai chữ số 12 số nha. How many digits number both digits smaller smaller than small idea bao nhiêu số hai số mà cả hai chữ số đều bằng bốn mỗi 13 rồi đây tôi bảo tâm bảo nhé mỗi mẹ 10 nói ra bảo xếp tính nhanh 10 11 12 đúng 11 bốn số thì 12, đến 33 thì là dừng nhân 3 nó luôn bằng 12 mỗi cái này có bốn số thì đến 20 21 23 23 23 đây bốn số đến bao nhiêu đến 3 30 đi 33. Vâng. 4 số như vậy tất cả 3 12 số. Ok chưa? Ừ, con gì mà. Ba giờ chưa? Rồi. Đó. Rồi ok. À đề này để có khi lại dễ hơn là dễ hơn để về mô ấy. Vâng. Nhưng mà trong lúc thi nó dễ như này không thầy? Nó dễ không dễ thế để lấy dạ vàng. Nào xin mời câu số đây nhé lúc là câu chín nhầm chiều cao của năm học sinh Adam Bob Chelia Digo và Ivan được biểu diễn trong biểu đồ cổ dưới đây hỏi chiều cao trung bình của năm bạn là bao nhiêu cái này là 100 175 175 à 250 có là 300 cộng 100 250 đúng ý 100 175 đây là 100 nhiêu 175 175 cộng 175
gì? Cái này là Ờ 15. đúng, hai cái lần bằng nhau gì? Cái này là 100. Hai cái này Ờ là 7 đúng bằng rồi nhau mọi người. 75. Cái này là 150. 175 mà. Cái gì? Cái sao cái này cao hơn cái 100 này mà tại sao cái này có 75? 125. 125. 175 mà rồi. 125. À, con nhìn nhầm cái này. 250 đúng không ạ? Hình Cái này như cũng là ta 125. Rồi, chỉ lấy tất cả cái này. Cái này là 150. Lấy tất 150. cả cái này cộng lại chia 5. Xin mời. Nhiều bài số 10 lắm. Rồi bài số 10. Bài số 10 Bài xin thầy xin thầy suốt. thầy bài số 10 thầy giải thích không ạ Cái này là con? 50 này. À, À, 250. Còn cái này bao nhiêu cái nhỉ? này người ta Dưới. sơn khu vực kia. Cái này là hình bình hành. Giống hình thoi không? Hình bình hành. À, hình thoi Hình mà. đang cái kia. Cái kia là hình bình hành. Trong đề nó nói rõ mà. Người ta xây hai khu vực chỗ ngồi hình tam giác giống nhau vào một bãi đỗ xe hình bình hành. Thấy không? Hỏi S đỗ xe là bao nhiêu? Cái này quá dễ làm gì? 50 à, 250 gì à? À không, 250 thì cái số đấy là số đấy là 200. Trên là 200. Con chẳng biết tính diện tích hình bình hành thế nào. Ôi À. rồi lớp 4 rồi. S Ừ. của hình Ô, bình lớp 4 hành. chưa học thế rồi. Lớp 4 tính diện tích hình Hình trên nhật nhật. thôi. Chưa chưa Ơ học rồi đấy. Ơ con chưa học hình bình bạn bạn hành. nào bạn nào nói là lớp 4 không được học S hình bình hành đấy. Con chưa được học. Cô quên mất. Hình bình hành với hình thoi, hình thoi luôn. Có nó ghi ở đấy rồi mà. Thế thì Ừ. cô không dạy Ghi à con sách rồi, mà. hoặc là cô cái hôm mà cô dạy thì con vắng rồi. Đâu con hôm học hình thoi. Diện tích hình bình hành bằng S nhân H. đáy nhân chiều cao. Đáy đâu? Đáy Đáy đây này. đáy nhân bên cao ngoài. nhân 2 à? Đáy Đáy này. nhân cái này Chiều cao đây này. này. Đáy nhân Chiều cái cao là này trên này 150. Vậy cái đáy này ấy sẽ là 250 trừ đi 50 thì cái này còn 200. Vâng. Hiểu chưa? Bên cái 200 nhân này. 150 Vậy ít thôi. thì lấy là 200 Ừ. nhân với 150 Em 150 thì bằng là lấy 2 là bằng nhân 15 là được 30. Thêm 3 số 0 này vào, 2 số 0 lên 3 số 0 nữa. Là được 30.000 mét vuông. đúng rồi, em cũng ra 30.000. Nhưng mà thấy ở lấy 150 ở đâu? 150 là cái chiều cao này 150 là đấy. chiều cao đây. Cái này chính là cái này. À, con hiểu rồi. Hiểu chưa? Con học rồi má, sao mẹ không nhớ à? Không biết. Tao đọc sách làm gì có đâu. Này dùng xe gì? Hiểu ý chưa? Dạ. Kết Xe nối cái gì rồi? À, kết Tôi hỏi nối bãi đỗ xe như. là mà. Từ từ. Nghĩa Tao gì không. Mình nhớ. Hoa hiểu này chưa? Rồi. Rồi ok. Nào câu số 11. Câu 11 là tháp đồng hồ đánh hồi một một hồi chuông lúc 1 giờ sáng, hai hồi chuông lúc 2 giờ sáng và tương tự đến như vậy đến 12 hồi chuông lúc 12 giờ rưỡi, à 12 giờ trưa, đồng hồ cũng đánh hai hồi chuông vào mỗi khung giờ rưỡi, ví Ví dụ dụ 8 rưỡi sáng, hỏi đồng hồ đã đánh tất cả bao nhiêu hồi chuông tính từ 4 giờ 50 đến 11 giờ 45 trong sáng một ngày. từ 4 giờ Hai. 50 đến 11 giờ 45 sáng trong một ngày. 90. Không lên Kìa. được. 4 giờ là 4 giờ 50 sáng nhá.
Vâng. À, nhanh tay xin mời ra bao nhiêu? Hết lúc 5 giờ. Cho tụi mình tính mát. 6 giờ. Ông ơi mày. 7 giờ. Đó. 8. 9. Vâng, 10 nữa thầy. 10. 11. Bao nhiêu? 11. 11. Như vậy đã có được là nguyên 12, không ấy. 11 là 5 cộng 6 cộng 6 cộng 7 cộng 8 10 cộng 11 bao nhiêu? 5 cộng 6 là 11. Lấy số đầu cộng số cuối. Lấy số đầu cộng số cuối chia 2 bằng 8. Số đầu cộng số cuối chia 2 là 11 cộng 5 là 16. Cộng 1 nữa cộng là bằng 9. Tính từ 1 đến tính từ 1 đến 10 là 55. Tìm số số hạn là 5. Tính từ 1 đến 10 là 55, từ 1 đến 9 là 45. Thì từ 1 đến 10 là 55. Đóng một ngoặc chia 5 cộng 11. Nhân nhân 11 chia khoảng cách. Ở trong cái bài thầy nhận ra mà. Số đầu cộng số cuối đóng một ngoặc chia khoảng cách cộng 1. Đâu, số đầu cộng số cuối chia cho số số hạng xong rồi chia 2 nữa. Lúc con viết bài hôm sáng hôm chiều nay luôn nào. Nào bây giờ nhìn nhá. Cách 1 là tính tìm số số hạng. Wow. Số số hạng thì có 7 số. Ừ. Lấy 11 này trừ đi 4. Hiểu không? Trừ đi 5 là à 4. Ơ, trừ đi 5 là thầy. 11 trừ đi 5 thì xong lại phải chia cho 1 cộng 1. Vâng. Tóm lại là tổng có 56, ok chưa? Vâng. Thầy làm như thế này nhanh hơn này. Nhìn này. Thì làm nhá. Vâng. Tính từ 1. Đau. Tính từ 1 đến 10. Vâng. 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 Từ 1 đến 10 là 55. Vâng. Vâng. Thêm 11 này nữa là thành 66. Vâng. 66 vâng. Từ 1 đến 4 là 10, trừ đi 10 còn 56. La. Thấy chưa? Từ 1 đến 10. Các em chưa biết chỗ này à? Dạ. 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng 8 cộng 9 bằng 45. Wow. Hiểu không? Vâng. Thế 45 này cộng với 10 nên là 55. Vâng. 55 cộng 11 là thành 66. Vâng, 55. 66 từ 1 đến từ 1 đến 4 này là bằng 10. Vâng, vâng. 6 trừ đi 10 còn 56. Vâng, vâng. Rồi. 56. 56. 56. À. Tính từ mấy đây? Tính từ 50 là đến 5 giờ. Vâng. Vậy có một khoảng này là 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi, 10 rưỡi. Hết chưa? 11 rưỡi nữa. 11 rưỡi. Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là thành 14. Vâng. Vâng. Đúng không? Vâng. 2. Đấy 2 rồi đúng không? Vâng. 70 chưa? Hiểu chưa? Rồi ạ. Đó mới hiểu này chưa? 14 là nào đây này? Rồi làm vào đi nhanh tay. 14 là khó. Cố gắng học mốc đến đây. Nhanh không kịp đâu các em làm. Trận này này thế có chật đấy. Câu 12. Câu 12 là câu 12 là bạn ba bạn cùng nhau tô vào hình bên dưới
lần lượt theo thứ tự Cariato đầu tiên, sau đó đến Richard, cuối cùng đến Magia. Biết rằng màu và số lượng các ô dato của mỗi bạn như sau: Carrier một nửa tổng số hình rồi trừ đi một là màu xanh lá, Richard 3/4 số hình vuông còn lại và trừ đi 5 hình màu vàng, toàn bộ số hình còn lại của Magia. Thế rồi bài này là suy ra là này là có một nửa là thế này, nhưng mà trừ đi một thì nếu trừ đi một thì nó chỉ còn là như này, như này, và một nửa này là còn là một nửa này là được 11, một nửa này là 11 trừ 10, à trừ 1 là bằng 10, và Magi à và Carrier đã viết 10 và còn lại 12 mà số hình còn lại của Richard Tô là 3/4, là chúng ta sẽ lấy 3/4 nhân là chúng ta sẽ lấy 12 chia 4 nhân 3 là bằng 9. Bằng 9 trừ đi 5, 9 trừ đi 5 còn 4, và ở đây 12 trừ đi 4 là còn 8, và còn lại của màu tím là 8. 8 này ạ. Nếu còn để con lấy, con xin vẽ bằng cái gì? Để Tôm giải thích cho một lần nữa nhá, thấy nha. Cái gì? À, để Nhiên giải thích lên một lần nữa. Tôm à, Tôm giải thích à? Đâu, con bị nhầm tên em con. Ôi nhầm tên em con cũng thầy ạ. Rồi nhanh tay. Ôm giống rồi, mà thấy con quá nên là con nhầm. Không sao. Gì đấy, vẽ là vui. Nhưng mà thầy ơi, kết quả vẫn là 8. Bọn con đều là chung là 8 thầy ạ. Bây giờ có tất cả bao nhiêu hình vuông? Ở đây có tất cả là 22 hình vuông, ok chưa? 22 hình vuông. Rồi, 22 hình vuông. Bạn cái thầy này tô một nửa đúng không? Vâng, và một nửa trừ đi một. Một nửa trừ đi một thì được mấy? Được 10 không? 10 ạ. 10. Bạn thế còn lại là 12 đúng không? Vâng. Còn lại là 12, và đích chắc thôi bao nhiêu? 3/4. 3/4. Tức là 3/4 nhân với 12. Nhưng phải trừ đi 5. Vâng. Là bằng 4 thầy ạ. 4. 12 trừ 4. Cái phần màu tím còn lại sẽ là mấy? 12 trừ 4 thì là 8. 8. Quá chuẩn luôn. Rồi à. Rồi ok. Để con ấy nút vào trong này. Nhanh tay. Thôi, không có thời gian đâu con ạ. Không thời gian. Đang xóa. Câu số 13 là Jack là một chủ cửa hàng hiệu tóc. Anh ấy đã khảo sát các màu lựa được chọn bởi khách hàng trong một tháng được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây. Cột đồ dưới đây biết tổng số khách hàng trong tháng đó gấp 5 lần chọn màu tóc đỏ. Hỏi có bao nhiêu người đã nhuộm màu tóc đỏ? Ok. Bao nhiêu? Con này không nhận được. Nhưng con vẫn chọn bừa vào trong đó. Không, tổng được. Đọc kỹ đề. Con đoán là tổng thì nó sẽ là của 50. Ba cái này. Tổng nó sẽ là của ba cái này. Có bao nhiêu người nhuộm tóc nào? Ở đây có biết không? Có bao nhiêu người một tóc màu xanh? Bao nhiêu? 5 ạ.
5. 10 người nhuộm tóc Màu đen là màu. 10. Màu nâu là 25. Vâng. Ok chưa? Vâng rồi ạ. Thế 5 tổng cộng tổng là số là bao 15. nhiêu? 15 cộng 25 là bằng 40 nè. 40. Tổng là 40. Thế là coi tóc dụng màu đỏ là một phần. Hiểu chưa? Phải lấy 40 Thế nhân tổng số cho. khách hàng thì sẽ gấp 5 lần số khách nhuộm màu đỏ đúng không? Thế Vâng. tổng số khách hàng sẽ phải gấp 5 lần không? Vâng, thế thì Vâng. nó sẽ là 8. Vậy thì tổng số người nhuộm màu xanh, màu đen và màu nâu sẽ là 4 phần Tổng không? khách hàng thông thường nó gấp 5 lần cơ mà. Đỏ là một phần đúng không? Thì là tổng là 48, 48 chia cho 5 đâu. Hiểu không? Còn là xanh, đen và nâu là 4 phần không? Vâng. 4 phần vậy giá trị một phần là 40 chia 4 bằng 10 không? Vâng. 40 chia 4 bằng 10. Thế thì có 10 bạn nhuộm tóc đỏ. Ui, con đúng. Ôi, sao thầy lên bảo tóc đỏ tóc đỏ. Tóc đỏ. Tóc đỏ. Được Tóc chưa? lỏng. Rồi, đấy là câu 13. Nhìn câu 14. Vâng. Câu 14. Emalia viết một số ba chữ số ra một tờ giấy đưa cho Linh và Meridia. Tiếp đi. Người không biết. Khoa đọc câu 14 đấy, nhanh nhanh. Câu 4 là Emilia viết một số có ba chữ số ra một tờ giấy rồi đưa cho Linh và Meridia cùng xem Linh viết vào tờ giấy tích của ba chữ số còn chữ số đó còn Meridia viết ra tổng của chúng và biết rằng Linh viết ra số 105. Hỏi Meridia viết ra bao nhiêu? 35 nhân 5 trên nào bằng bao nhiêu? Ai đã thử? Không, 35 nhân 3. Người không xác 105 là tích của ba số nào? tích của ba số 7, 5 và 3. Ok, mình có được là 105 bằng 3 nhân 5 nhân mấy? 7. Người không 7. xác đi. Hiểu không? Lê bảo anh Thế là thì suy ra không là xác cái bạn anh viết là mấy? Số 3 mấy nhỉ? vâng 5 3, 5, 7. 7. Hiểu ý không? Vâng. Tại sao lại phải là 357 thôi? Thì 357 nó là tích của ba tích ba số này thì nó là bằng 105. Có số tích của ba số là Linh viết vào giấy của ba số đó nó là tích mà. Đây này. Tích của ba số này là 105. Thì có phải 3 nhân 5 nhân 7 là 105 không? 3 nhân 5 3 nhân 5 3 nhân 5 là bằng 15, 15 nhân 7 là 105. 35 nhân 7 bằng Ok 35. luôn. Vậy Bằng thì 35 nhân 5 nhân 35 nhân 3 cũng bằng 105. Bạn Amelia thì viết là ba số là 357 không? Được không? Thế từ đây mình suy ra được là số của bạn thế thì viết số nào? Này đi. Biết Nó là gì? tổng thứ 3 cộng 5 bằng 7. Đúng không? Ba bằng 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 15. Bằng 15 15. Thế suy ra là câu D. 15. Được chưa? là có thêm người vào lớp à? Con tập trung vào việc của con đi. Các em lớp 1 vào để chuẩn bị học lúc Không xác ta đi. 7:30 đấy. Người không xác Vâng đi. ạ. Rồi, ok tiếp này. Hả?
Con ơi, con nhanh chỗ này đi, nhanh câu này đi. Vợ câu này thì em ra là A, đối diện ở như thế này mà đối diện như hình B, cái đồ Nào. lúc hình B chưa phải con Y Câu mở 15. ra B Y thế ạ. Bạn này gấp một cái giấy hình vuông này. Nào. Mở Và một cái ra có một hình cái chữ tròn như ở đây. Vậy thì cái này gấp vào đúng không? Gấp vào đúng không? Vâng ạ. Tam giác là hình vuông. Sau đó gấp lên. Tam giác là hình. Hiểu ý không? Gấp Vâng, đôi á. đó. Gấp vào xong rồi gấp đôi, vì nó có cái này à. Gấp đôi Vâng. lên. Thì sau đó nó có một cái tam giác ở đây. Vâng. Đúng không? Vâng. Cắt một lỗ tròn ở đây. Vậy khi Vâng. mở ra nó trúng cái gì? Thì nó sẽ có cái tròn đây đúng Cái không? tròn đây nó vẫn còn giữ tròn đây. Và tròn ở Thì nó đây. có nồi tam Đúng giác, không? tam giác và tam giác Vậy thêm cái cả tam giác ở hai. đây. Tam giác ở đây. Nhưng mà nhớ là Tam giác nó ở đâu con nữa? như thế này. Khi mà nó gấp đây, cái này này, thì cái này nó sẽ tạo ra được là gấp một lần đúng không? Ồ. Lần hai lần ra bốn tam giác, nó phải là đáp án A chứ. Được chưa? Mày phải nói với Rồi, là ok. một Phần còn lại hôm nay lớp mình dừng ở đây nhé. Các em phần môn 5 nhé. Về con xem thầy cái phần này từ câu số 16 nhá. Xem cho thầy hết cho đến phần còn lại. Ở cuối này có cái hướng dẫn đấy. Đây này. Đâu rồi? Đây này. Đấy, đây 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 đây. Đấy. Mở ra trang 27 đi. Bây giờ ngồi làm luôn nhá, xem kỹ lại từ trang 27. Bài 15 16 cho đến hết ở đây thầy có để sẵn cho các em rồi. Được chưa? Đấy. Đến câu 21 thì ra, còn chỗ nào mà chưa hiểu nữa thì báo lại cho thầy nhé. Ngày mai thì các con thi, ý nữa các con hỏi mẹ xem là hỏi lại một lần nữa xem là giờ thi rồi ca thi như nào, được chưa? Để ngày mai thi tốt, cứ bình tĩnh đọc kỹ đề bài để làm nhé. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn con đã tham gia trọn vẹn cái khóa học ôn luyện và mô lớp 5. Rồi hẹn lại anh chị và con vào. Rồi, Các nhà các thầy, nhà thầy, các nhà thầy, các nhà thầy. rồi.